Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày mùng 2 Tết Tân Sửu. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày đầu xuân năm mới, với truyền thống của người Việt Nam, hầu hết mọi người đều trở về bên gia đình cùng vui xuân đón Tết với những người thân yêu. Theo đó, những du học sinh hoặc những sinh viên xa nhà cũng trở về quê trong dịp này, khi các trường học, công sở ở Việt Nam đều nghỉ Tết. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số du học sinh và sinh viên xa nhà đã lựa chọn ở lại đón Tết cổ truyền tại ký túc xá nhà trường. Những ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 là khoảng thời gian thật đặc biệt với những du học sinh của nước bạn Lào đang theo học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong số 12 sinh viên Lào đang theo học tại Nam Định, có duy nhất một học sinh trở về Lào ăn Tết. Còn lại 11 sinh viên đã lựa chọn ở lại Nam Định để cùng trải nghiệm đón Tết truyền thống của Việt Nam. Ngoài thời gian sinh hoạt chung để cùng đón Tết Nguyên đán, mỗi du học sinh đều tự ý thức hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi lại trong những ngày nghỉ Tết và dành thời gian trò chuyện với những người thân qua các phương tiện kết nối mạng Internet, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, học hỏi thêm tiếng Việt, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn để phục vụ cho công việc trong tương lai. Em chưa bao giờ đón Tết ạ. Năm nay là năm đầu tiên mà em được đón Tết Nguyên đán ở bên Việt Nam ạ. Em ở lại đón Tết ở bên này thì cũng rất vui. Em được đi chơi với mấy người thân nữa, với lại các thầy cô giáo cũng tạo điều kiện cho em nhiều. Ngoài ra em cũng phải tự học, tự nghiên cứu lên mạng để mình... Cái gì mình không hiểu thì mình cũng phải lên mạng để tìm hiểu cho việc học tập của mình ạ. Năm nay có Covid nên bọn em ở lại ăn Tết ở đây. Năm nay là năm đầu tiên bọn em được ở lại ăn Tết ở đây. Có buồn không được về nhà nhưng mà trong cũng không sao. Tại ở đây cũng có các thầy cô, có quản lý, có các bạn người Việt giúp đỡ bọn em. Cũng có mấy người Việt cũng không được về tại ở tỉnh xa xôi, không về được, khó khăn về thì có các bạn người Việt nhắc nhở bọn em về phong tục người Việt, về Tết Việt Nam, với lại bọn em ở đây cũng tranh thủ ôn bài. Không chỉ những sinh viên người Lào ở lại Việt Nam ăn Tết, một vài sinh viên của Trường Đại học Điều dưỡng là những người thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La cũng lựa chọn ở lại đón Tết tại ký túc xá. Với Mùa Thị Mị, sinh viên người dân tộc Mông quê ở tỉnh Sơn La, không có tục đón Tết Nguyên đán, lựa chọn ở lại đón Tết tại ký túc xá của nhà trường để cùng chung tay cùng chính quyền và nhân dân cả nước phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Sự quan tâm của nhà trường, của các thầy cô giáo và bạn bè đã mang lại cảm giác ấm áp, thân tình với Mị trong những ngày xuân mới. Trong dịp Tết Nguyên đán này em không về quê ăn Tết là lý do là vì cái thứ nhất là do ở chỗ em là dân tộc thiểu số, dân tộc Mông ạ. Thì khu vực em là mùa này thì sẽ ăn Tết trước cái đợt Tết Nguyên đán này nên là em không về. Còn cái thứ hai nữa là vì trong dịp Tết Nguyên đán này đang là mùa Covid ấy, để hạn chế cái việc lây lan Covid ấy, thì em đã quyết định là em ở lại trường ạ. Trong cái thời gian em ở lại Tết thì nhà trường cũng như là phòng đào tạo và ban quản lý ký túc thì rất quan tâm em, hỏi ăn là mình ăn ở như thế nào, có tốt không và có hỗ trợ em nữa. Em cảm thấy là rất là may mắn khi mình học trường này, đồng thời là cảm thấy vui vẻ một phần hơn nữa khi mà em ở lại một mình nhưng mà có sự quan tâm của ban quản lý cũng như là nhà trường ạ. Với hầu hết người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là một cái Tết đặc biệt. Chưa bao giờ thông điệp 5K được nhắc nhiều đến thế trong những ngày Tết sum vầy. Cũng chưa bao giờ, ký túc xá Trường Đại học Điều dưỡng và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định lại có những sinh viên ở lại đón Tết như năm nay. Đó không chỉ là sự chấp hành nghiêm những chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ, của tỉnh Nam Định, mà còn là ý thức tự phòng chống dịch của mỗi sinh viên, mỗi người dân, dù là công dân Việt Nam hay những du học sinh đang học tập và sinh sống trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S. Thân yêu. Triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu 2021, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Trực Ninh và thành phố Nam Định.
100 xuất quà, mỗi suất trị giá 650.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, đã được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trao tặng 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cát Thành, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh và 20 hộ gia đình khó khăn thuộc phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Trong dịp Tết Tân Sửu năm nay, 1,5 triệu xuất quà từ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động đã được trao tặng các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai lũ lụt. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng vận động và trao 25.000 xuất quà động viên các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ. Trong dịp đón Tết Tân Sửu 2021, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường đã tổ chức chương trình rửa xe xin thu phế liệu gây quỹ từ thiện để mang những phần quà ý nghĩa tới những mảnh đời khó khăn. Chương trình rửa xe xin thu phế liệu gây quỹ từ thiện của Đoàn Thanh niên xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường đã gây quỹ được hơn 7 triệu đồng và 50 kg gạo, trao tặng 28 suất quà gồm bánh chưng và tiền mặt cho những thanh niên khó khăn bị bệnh nặng, người già neo đơn và các thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà thể hiện tình cảm tương thân tương ái trong cộng đồng của đoàn viên thanh niên, giúp những mảnh đời gặp khó khăn thêm ấm áp trong những ngày đón chào năm mới Tân Sửu. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong văn hóa Việt Nam, đạo lý uống nước nhớ nguồn đã trở thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, mà Tết là thời khắc để hướng về cội nguồn, làm thành một cuộc hội tụ lớn của gia đình, dòng họ, làng xã. Đối với mỗi dòng họ, ngôi tứ đường không chỉ là điểm tựa tâm linh trong những dịp trở về của con cháu, mà còn góp phần củng cố các giá trị đạo đức truyền thống như đạo hiếu nghĩa, lòng nhân ái, tinh thần trọng học và ý thức cộng đồng. Với vai trò của một bảo tàng lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời, tứ đường của các dòng họ ở thôn Tam Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên còn đóng góp quan trọng vào việc định hình nguyên tắc ứng xử của mỗi cá nhân trong dòng họ với quá trình phát triển của địa phương cũng như với đất nước. Khi mà vào đến giữa cửa tứ đường thì trước các cụ phải dặn con người ta ăn ở phải có đức. Nên các cụ viết hai chữ kiệm đức. Chữ kiệm đức thì chẳng ai bảo dám là tôi rất nhiều đức rồi. Thì liên tục là phải dè sén, phải tích lại. Gọi là kiệm, là cần kiệm, tích lại thì để hướng cho con cháu có đức. Đấy, về sau. Như bất cứ làng quê nào khác, khát vọng tự hoàn thiện và ý thức cội nguồn đã trở thành mối dây vô hình nhưng bền chặt hơn hết, ràng buộc người Tam Quang với quá khứ. Mỗi lời nói, mỗi việc làm ở thôn này dường như đều có sự chứng giám của tổ tiên, mà theo người làng là có nguồn gốc từ Luy Lâu, một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo đầu tiên của nền văn minh sông Hồng. Với truyền thống yêu nước và hiếu học, Tam Quang cũng là một trong số những làng khoa bảng trên địa bàn huyện Ý Yên. Cho đến nay, cả thôn có đến 35 dòng họ, gồm hơn 1.000 nhân khẩu, và đã được công nhận là làng văn hóa từ rất sớm. Trong hàng chục di tích lịch sử văn hóa của huyện đã được xếp hạng và bảo vệ, tôn tạo, dịp trùng tu gần nhất của từ đường họ Phạm, thờ Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị ở thôn Tam Quang cũng đã cách đây 140 năm. Nhưng thời gian càng lùi xa, giá trị di sản văn hóa Hán Nôm biểu đạt qua những bức hoành phi, câu đối trong ngôi từ đường càng cho thấy sức mạnh vượt thời gian của các chuẩn mực mang ý nghĩa giáo dục. Chiếm vị trí trang trọng tại không gian chính, bức đại tự học hành tiết nghĩa không chỉ hàm nghĩa tôn vinh công đức, sự nghiệp của tiền nhân mà còn răn dạy những thế hệ kế tục biết giữ truyền thống trọng học, lấy đó làm nền móng đầu tiên cho sự phát triển nhân cách suốt một đời người. Chúng tôi mong muốn duy trì lại cái nếp sống văn cái nét đẹp của dân tộc Việt nên là giữ gìn cái cổ xưa, giữ lại những cái truyền thống cổ xưa, giữ lại những cái nét ông cha để lại để cho truyền lại cho các con cháu sau này để học tập. Thứ hai là cũng cùng với dân bản để bản thôn để giữ lại cái truyền thống xa xưa của cái khu vực của cái tâm linh mà cái rằng cái là quê hương của
Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị đã dày dựng lên để thành cái quê hương nay đã thành một cái thôn xây dựng cái nền văn hóa mới trong cái thời đại mới bây giờ. Ngày nay, người làng Tam Quang còn truyền tụng việc ông cha từng lập kho thóc nghĩa thương trên khu đất hai mẫu Nam Xào để cứu tế người gặp khó. Theo gia phả họ Bùi Đức, cũng do việc ấy mà vua Tự Đức ban khen bốn chữ thiện tục khả phong được khắc lên cổng làng thời trước. Các cụ từ trước giờ vẫn truyền lại cho con cháu muôn đời sau cái câu là nhất gia hữu sự bách gia tư. Tức là mỗi khi một trong gia đình, một nhà trong làng mà có việc, gặp việc hoạn nạn, ốm đau hoặc chấp kinh vấn nạn hoặc là nghèo khó thì là 100 nhà đến để cùng với lo liệu và giúp đỡ cho những các cái nhà đấy để mà qua cái việc hoạn nạn. Ở Tam Quang bây giờ không còn hộ nghèo, nhưng như vậy không có nghĩa là không còn những hoàn cảnh đặc biệt cần chia sẻ, giúp đỡ nhờ những tấm lòng nghĩa thương. Với thành tích nhiều năm là học sinh giỏi, Dương Văn Tân tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi tìm được một công việc tốt và những tưởng đã có thể giúp đỡ cha mẹ đỡ phần vất vả. Nhưng bất ngờ, Tân bị suy thận. May mắn, nhờ bố cho thận và có thêm sự trợ giúp của làng xóm, Tân đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Nhìn rộng ra cả thôn làng, muốn tồn tại và phát triển, phải luôn chung sức đồng lòng. Truyền thống yêu nước hiếu học và tương thân tương ái trong bất kỳ thời kỳ nào cũng là sức mạnh nội sinh của mỗi vùng quê như đất Tam Quang này. Cái truyền thống hiếu học và truyền thống tương thân tương ái của quê hương chúng tôi thì nó có từ rất là lâu đời, được kế thừa và phát huy liên tục cho đến bây giờ. Thì đến thời điểm này, quê hương chúng tôi đến bây giờ là có không dưới 10 tiến sĩ và các cháu thì ra ngoài là phấn đấu là làm giàu cho quê hương cũng như là cho đất nước. Còn cái truyền thống tương thân tương ái thì cũng đã được duy trì cho đến ngày hôm nay. Các cái gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn thì cán bộ rồi toàn thể nhân dân tập trung giúp đỡ để mà vượt qua. Theo tôi nghĩ muốn xây dựng được nông thôn mới thì phải chú trọng về cái việc tức là khơi dậy cái truyền thống lịch sử của cha ông và bản sắc văn hóa của quê hương. Ở Tam Quang, mỗi dòng họ có những giá trị văn hóa riêng để cả 35 dòng họ trong thôn làm nên một cộng đồng văn hóa cùng lấy chữ hòa làm phương thức ứng xử và gắn kết. Nhưng trên hết, văn hóa dòng họ không phải chỉ nhằm tôn vinh mà còn được phát huy trong đời sống thực tiễn, trở thành động lực giúp nhân dân trong thôn sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mới đây, chỉ trong một tháng, thôn Tam Quang đã huy động được vài tỷ đồng, dựng lại đình làng, làm nơi hội tụ cả cộng đồng. Thiết chế văn hóa cổ truyền đậm nét nhân văn này chính là kỷ cương, tâm thế và sự ngưỡng vọng đối với mỗi người dân. Một nhà văn phong tục nhận định rằng, có đình thì mới tạo được thế đứng, gắn bó vào cộng đồng dân tộc và càn khôn vũ trụ. Bằng không thì chỉ là lục bình trôi sông, một dạng lưu dân tập thể. Cho nên, làng ở đâu lập đình ở đó. Mái đình Tam Quang rồi đây sẽ đảm nhận vai trò một trung tâm văn hóa để tiếp tục định hình, vun đắp thêm những giá trị tốt đẹp của văn hóa làng quê nơi đây. Năm 2021, tỉnh Nam Định quyết tâm phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 45% giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Nam Định vẫn đảm bảo nguồn vốn cho các công trình xây dựng trọng điểm. Đón Tết Tân Sửu, người dân ở mỗi làng nghề vẫn cố gắng giữ gìn và phát triển nghề trước những khó khăn, thách thức. Thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng. Năm 2021, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tập trung tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương, huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực
triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất tăng từ 3 đến 3,5% so với năm 2020. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 45% giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp. Tỷ trọng chăn nuôi nông hộ giảm còn dưới 55%. 100% đàn vật nuôi được chính quyền kiểm soát, quản lý. Số lượng đàn lợn tại thời điểm thống kê đạt 760.000 con, đàn gia cầm 9 triệu con, đàn trâu bò duy trì 36.500 con. Sản lượng thịt gia súc gia cầm đạt trên 190.000 tấn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn, nhưng tỉnh Nam Định đã quan tâm tập trung đảm bảo vốn cho các công trình xây dựng trọng điểm, các công trình an sinh xã hội. Bước sang năm 2021, tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở ngành chức năng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Các dự án này được hoàn thành có vai trò quan trọng tăng sức cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Dự án khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2021, đơn vị thi công đã thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Các khối lượng chính của công trình đã cơ bản thi công hoàn thành. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án sẽ bám sát kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại trong giai đoạn 1 của dự án để bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021. Đối với dự án này thì với ban dự án, chủ đầu tư cũng rất là quan tâm về cái tiến độ và chất lượng công trình. Nên là chất lượng cũng rất là thường xuyên là kiểm tra, cũng là đôn đốc các bên như nhà thầu, tư vấn giám sát, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng. Và qua kiểm tra thì những chất lượng công trình thi công các hạng mục đều đảm bảo là cái yêu cầu theo thiết kế và các tiêu chuẩn kia quy chuẩn kỹ thuật công trình. Về tiến độ thì theo tiến độ của công trình thì hết năm 2021 thì sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với chiều dài trên 65 km. Trong đó tổng chiều dài đầu tư xây dựng gần 51 km. Tổng mức đầu tư trên 2.650 tỷ đồng, đoạn qua địa phận huyện Giao Thủy, dài 24,49 km, là mới trên 19 km đi qua 10 xã. Đến thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị thi công đã đào khuôn đường được 30%, đóng cọc tre được 73%, đắp cát đạt 30% và đang thi công 47 trên 61 cống hộp thủy lợi. Cái khối lượng và tiến độ thì như cái cam kết giữa nhà thầu, liên quan nhà thầu với chủ đầu tư, chúng tôi đồng ý với cái phương án là chúng tôi rút cái thời gian ngắn, cái thời gian hợp đồng của cái dự án là từ 45 tháng xuống còn 35 tháng. Thì đến giờ phút này, trải qua 3 tháng thi công, chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu là khoảng 20% cái khối lượng đề ra cho toàn dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình tại các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên đã được nhà thầu thi công triển khai đúng tiến độ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thời tiết diễn biến bất thường, không thuận lợi cho thi công, nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Nên đến nay, nhà thầu đã thực hiện và hoàn thành giá trị xây lắp khoảng 1.320 trên 2.088 tỷ đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, thì Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc để triển khai thi công, đặc biệt là phải xây dựng cái kế hoạch thi công cụ thể để trên cơ sở kế hoạch của nhà thầu thì mình sẽ kiểm soát được cái tiến độ và giao cho ban quản lý dự án, rồi tư vấn giám sát cũng thường xuyên kiểm tra và đôn đốc cái tiến độ, đặc biệt là trong cái thời tiết nó thuận lợi này thì nhà thầu cũng đã rất là triển khai thi công đẩy nhanh được. Những công trình trọng điểm đang được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tạo đột phá mới ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh hơn công cuộc phát triển của tỉnh theo định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025. Một mùa xuân mới đã đến. Đón Tết năm nay, người dân ở mỗi làng nghề trên địa bàn tỉnh lại có những tâm tư, nguyện vọng khác nhau khi mà một năm qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
dù ít hay nhiều, thì mọi làng nghề đều bị ảnh hưởng. Đó là thách thức, nhưng cũng chính là động lực để người dân làng nghề cố gắng giữ gìn và phát triển nghề trong giai đoạn hiện nay. Làng nghề mộc truyền thống ở La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, những năm gần đây, cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, làng nghề đã có bước phát triển vượt bậc. Toàn xã Yên Ninh có gần 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư tại hai cụm công nghiệp tập trung, La Xuyên và Ninh Xá, nằm hai bên quốc lộ 10. Tuy nhiên, năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất của làng nghề. Từ những hộ sản xuất gia đình nhỏ lẻ đến những công ty lớn cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm 2020 với cái đại dịch COVID, nó đã cũng ảnh hưởng khá sâu tới doanh nghiệp của mình. Việc các cái đơn hàng của mình đã giảm đi khá rõ rệt. Doanh thu chỉ đạt khoảng 70% so với kế hoạch của năm. Doanh nghiệp chúng tôi cũng phải bố trí cái lượng công nhân đi làm việc ngắp sen ca, bố trí lệch ca, giảm bớt một số các cái bộ phận trong cái khâu sản xuất. Về với thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, có nghề làm kẹo lạc từ lâu đời. Đây là một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Sự bận rộn của công việc hòa cùng niềm vui bán đắt hàng, được giá khiến người làng nghề phấn khởi hơn, quên đi mệt nhọc. Mùa xuân năm nay, cơ sở sản xuất của ông Vũ Văn Bắc càng phấn khởi hơn khi trong năm qua, sản phẩm kẹo lạc của gia đình ông được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Sau bao năm vất vả, giữ gìn trọn vẹn hương vị kẹo lạc đặc trưng của làng nghề. Được danh hiệu OCOP thì hàng cũng được chạy và buôn bán nó được xuôi xẻo hơn, thu nhập thì nó cũng được hơn đợt trước. Mọi năm làm thì được 5-10 tấn thì năm nay được lương lên thêm mấy tấn nữa. Cơ sở thì càng ngày càng phát triển thêm lên và lương cái giá trị của mặt hàng của nhà mình được cao hơn nữa để đáp ứng cho thị trường. Toàn tỉnh Nam Định hiện có trên 124 làng nghề. Trong đó có 17 làng nghề truyền thống đã có lịch sử hàng trăm năm được người dân cả nước biết đến. Tiêu biểu như làng trồng hoa cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá, làng rèn Vân Tràng, thị trấn Nam Giang, nghề làm mắm Sa Châu. Các làng nghề ngày ngày vẫn được người dân duy trì, vừa là để tạo thêm thu nhập cho cuộc sống, vừa là để giữ gìn tinh hoa làng nghề. Ai về đến Điền Xá và đặc biệt là nếu đi tuyến đường 21B từ thành phố về qua Điền Xá chúng tôi thì phải thấy được không khí Tết và cái nguồn thu nhập của nhân dân rất là cao và rất là phấn khởi. Tuy rằng trên thế giới thì cái COVID-19 cũng đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn thế giới, nhưng riêng đối với Việt Nam nói chung và Điền Xá nói riêng thì ai đã một khách du lịch về đến Điền Xá thì cũng thấy phấn khởi. Trong cái công tác phòng chống dịch tạo cho cái không khí của ngày Tết cũng như là cái nguồn thu nhập của nhân dân không ảnh hưởng gì. Kế hoạch năm 2021 với cái tình hình dịch COVID còn tiếp tục diễn biến phức tạp như này thì chúng tôi cũng đã tính toán xác định là một năm rất khó khăn đối với các cái doanh nghiệp trên địa bàn nói chung. Và với chúng tôi thì cũng xác định trên cái tinh thần là cũng tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty cũng sẽ nỗ lực hết mình để phấn đấu tìm những các cái thị trường mới và mở rộng ra các cái địa bàn lân cận và các cái đưa ra các cái giải pháp làm sao mà đưa cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng một cách gần hơn nữa. Năm mới thì cứ mong cho cả nước là nó hết sạch COVID, không bao giờ về Việt Nam nữa và để cho hàng hóa càng xuôi xẻo từ Nam ra Bắc. Xuân về cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Với mỗi làng nghề, công việc sản xuất thuận lợi, hàng hóa tiêu thụ nhanh chính là góp phần mang đến một cái Tết sung túc, đầm ấm cho người dân, tạo niềm tin phấn khởi để chuẩn bị và hy vọng cho một năm mới thành công. Trong ngày hôm nay, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh không tiếp nhận thêm trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Năm 2020, ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay 13 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Tân Sửu, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh không tiếp nhận thêm trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Hiện tại có 23 trường hợp đang thực hiện cách ly theo dõi tại các cơ sở khám chữa bệnh, 19 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh, 4 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly khách sạn Hội An, huyện Vụ Bản, 2.439 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, trên 3.776 trường hợp
tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh lấy 7 mẫu xét nghiệm mới, 16 mẫu đang thực hiện, gồm 7 mẫu của các trường hợp tại các cơ sở khám chữa bệnh, 6 mẫu của các trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung và 3 mẫu của các trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các đơn vị ngành y tế vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, không chỉ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 mà còn nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân. Là một trong những bệnh viện từng tiếp nhận gần 90 trường hợp cách ly do có liên quan đến dịch COVID-19 trong năm 2020 và khoảng 20 trường hợp trong những ngày Tết Nguyên đán này, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu luôn xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên hàng đầu thời điểm này. Bởi vậy, tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện đã trang bị các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch và có kế hoạch về nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện dự phòng cho các tình huống khi xảy ra dịch bệnh. Trong cái dịp Tết Nguyên đán, khoa chúng tôi đã cùng với lại ban giám đốc bệnh viện và phòng kế hoạch đã có lên kế hoạch phương án để dự phòng về cái dịch bệnh COVID. Thì là chúng tôi tại khoa thì chúng tôi tổ chức và trực 24/7 và thành hai tổ. Hai tổ chia làm hai tổ để trực COVID, lúc nào cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và sàng lọc và cách ly COVID. Chúng tôi đã trang bị thì thứ nhất là có máy thở, máy tạo oxy, máy hút dịch và máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số. Thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn về vấn đề về thuốc men thì chúng tôi cũng đã có dự trù. Cái thứ hai nữa về trang phục khẩu trang thì chúng tôi cũng đã dự trù và cũng đã sẵn sàng để phục vụ cho bệnh nhân và cho nhân viên của khoa. Song song với công tác phòng chống dịch, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện giãn cách, giảm lượng bệnh nhân tập trung quá đông cùng thời điểm. Bệnh viện đã đưa vào hoạt động thêm một khu khám bệnh, thực hiện hướng dẫn người bệnh thanh toán ngay tại các khoa phòng, đồng thời đưa vào hoạt động khu y dược cổ truyền riêng biệt. Với mục đích vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt lộ trình bệnh viện tự chủ. Chúng tôi xác định, tức là người bệnh chính là những cái người mà sẽ giúp mình thực hiện tốt cái công tác tự chủ. Do vậy chúng tôi cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Tức là trong năm vừa qua chúng tôi đã thành lập một cái tổ công tác xã hội hoạt động ngay tại khoa khám bệnh để giúp cho người bệnh. Tức là khi vào khám bệnh thì hướng dẫn người ta làm các thủ tục. Nếu như bệnh nhân phải nhập viện thì hoàn tất thủ tục cho người bệnh và dẫn người bệnh vào trong khoa, bàn giao cho khoa. Còn trong nội trú chúng tôi cũng thế. Hiện nay chúng tôi tổ chức thu phí theo cụm. Tức là trước đây thì thu có một nơi thôi, tức là tại phòng thái bộ. Nhưng bây giờ tôi chia ra thành những cụm khác nhau để khi mà và từng khoa một sẽ thu ở cụm nào. Cái thứ ba là chúng tôi đã triển khai việc cấp thuốc đến tay người bệnh trong năm 2020. Đặc biệt trong năm vừa qua chúng tôi đã tổ chức tập huấn về cái đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế. Thì sau cái lớp tập huấn thực sự là anh em nhận thức rõ được cái vai trò của thái độ tiếp xúc cũng như là hướng dẫn đối với người bệnh khi tham gia điều trị. Có thể nói là người dân người ta rất yên tâm và cái lượng đến khám thì ngày càng đông. Cụ thể như năm vừa qua chúng tôi khám là trên 190.000 lượt, so với năm 2019 là tăng lên được gần 4.000 lượt. Nói là gần 4.000 lượt thì nó không cao, nhưng thực tế là trong hai cái tháng 4 và tháng 5 thì khi mà có dịch đợt là sóng dịch đợt 1 đấy thì chúng tôi giảm mỗi tháng khoảng 5.000 lượt bệnh nhân đến khám. Không chỉ Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, trong năm 2020 các cơ sở y tế đều thực hiện tốt công tác chuyên môn song song với công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu của Sở Y tế, năm 2020, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ so với kế hoạch cả năm đạt 81,7%. Các đơn vị y tế đã xét nghiệm trên 4.000 mẫu, gồm các đối tượng nghi ngờ, tiếp xúc và từ vùng dịch COVID-19 trở về. Tổ chức cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh cho 447 người, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh trên 1.400 người, cách ly tập trung tại khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động, nhà quản lý nhập cảnh vào để làm việc tại tỉnh trên 400 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên 10.656 người. Toàn tỉnh đã ghi nhận và khống chế 15 ổ dịch sốt xuất huyết nội địa. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tiếp nhận và tổ chức điều trị cho 15 ca bệnh COVID-19. Thành công nhất trong công tác phòng chống dịch là không để dịch bệnh lây lan trong quá trình lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly, điều trị
và không để lây lan ra cộng đồng. Trong quá trình làm thì mình phải trang bị đầy đủ về trang phục bảo hộ, về kỹ thuật, làm mẫu, lấy mẫu. Bọn mình là cũng rất lo lắng về cái vấn đề lây nhiễm của Covid. Nhưng mà mình tự tin, bọn mình tự tin là bọn mình đã được tập huấn. Thì cái đấy bọn mình nghĩ là có thể khắc phục được. Và đến hiện tại, đến bây giờ ấy, là bọn mình đã làm được hơn 4.000 mẫu thì chưa có cái vấn đề lây chéo ở trong phòng xét nghiệm. Những nỗ lực của toàn ngành y tế đã góp phần kiểm soát và khống chế dịch COVID-19 trong năm 2020 nói riêng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung. Đây cũng là cơ sở để người dân Nam Định tiếp tục đặt niềm tin vào hệ thống y tế cơ sở trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định.